nay mình sẽ dẫn bé xíu đi siêu âm. Mình dự định là cuối tuần khoảng chủ nhật mình mới dẫn, nhưng mà vì mình thấy bé xíu nó ra cái dịch gì á, cho nên là mình sẽ dẫn đi siêu âm trong ngày hôm nay luôn. Thì giờ mẹ con mình chuẩn bị đi đây, mà chỉ có mình với bé xíu đi thôi, còn bé xíu nó không được đi. Do là mình sợ bỏ hai đứa chung một cái giỏ thì bé xíu nó sẽ dễ đụng chạm làm cho bé xíu nó bị đau á, cho nên hôm nay bé xíu sẽ ở nhà. Nè xíu nè, xíu lên chào mọi người nè con. Thôi thì đâu không được đi hết trơn. Rồi bây giờ mình phải đi á thì mình mới biết được là bé siêu rất được làm ba hay không đó nè, phải chuẩn đi rồi mới về cho kết quả mới biết được chứ. Lúc đó là bắt đầu là nếu mà được làm ba là mình phải trưởng thành lên nghe chưa. Trời ơi, nói chung là cũng hồi hộp, cũng lo lắng, cũng đủ thứ chuyện hết trơn ha. Xíu ha, bây giờ mẹ chuẩn bị dẫn con đi nè ha. Bây giờ hai mẹ con mình đi lên bệnh viện thú y để mình siêu âm nha. À, hy vọng là mọi thứ nó sẽ ổn. Không sao đâu nha, cái gì cũng có mẹ bên cạnh hết, không có lo nè. Giờ mình sẽ đi bệnh viện để khám sức khỏe cho bé xíu nha. Nay xíu nó ở nhà nè, nó không được đi. Nó không được đi thôi, kệ cho nó ở nhà đi. Đi mình xíu thôi chứ xíu đi chi. Soạn mấy cái đồ trong đây. Cái sổ khám bệnh của nó đó. Đây. Sổ khám bệnh của tụi nó nè mọi người. Giữ kỹ cực. Này bedroll này là của xíu nè. Này là của này của con Tẹo mà. Của siêu đâu. Này của con Tẹo. Ồ của con siêu đâu ta? Sổ khám bệnh của con siêu mất tiêu không thấy rồi. Thôi đem của siêu trước thôi. Để đi khám thôi. Mình không cho con siêu đi mà nhìn nó các bạn muốn đi mọi người, nhưng mà không được đi, tránh ra nè. Nó có đòi vô hoài, tại bình thường đi đâu tụi hai tụi nó cũng đi chung với nhau á, nay tự nhiên bỏ con ở nhà tội nghiệp quá. Ủa thương không, nó đòi vô kìa. Thôi thôi thôi, đừng có làm đau em tôi. Rồi ở nhà chờ kết quả đi nghe chưa. Bây giờ bé xíu đang ngồi đợi đi siêu âm đó mọi người. Nằm ngoan đi không? Nghe tiếng mấy mèo khác la, cái đang nhìn. Ôi sợ nè, sợ đi trốn rồi. Chẳng thấy gì luôn, quay xa lưng sao? Tại vì nằm ngửa mà em ôm thì dễ hơn, cứ nằm lên bàn em cũng sợ nó rung quá. Được. Em gái nằm ngửa mà em ôm được không chị? Hay nằm ngửa thì dễ hơn, nhưng chưa thay. Ý là cho nằm ngửa mà em ôm mấy người. Được. Tại em sợ để lên bàn nó sợ. Được.
Có thuốc cho cổ nha, nhớ lấy thuốc nha. An ủi nó, an ủi. Rồi cái này xác định thêm ha, cái này tuổi thai này chắc chưa lấy được cái đầu chút xíu nè. Chị chưa thấy được cái đúng lòng tháng mấy á. Chắc này vẫn đồng tuần nữa em xem lại ha. Một tuần nữa xem lại hả chị? Đúng rồi, tuần nữa sẽ coi được về vệ sinh. Nhưng mà mình siêu âm nhiều, nhiều quá có ấy không chị? Thường siêu âm này cũng chưa có gì ấy đâu. Sống siêu âm này nó tiếc. Thuốc có xíu nè, canxi với sắt. Đây là 1/4 viên này, em bẻ được không? 1/4 viên này. Đúng rồi, bẻ 1/4 viên này. Còn cái này á, là uống cái kia này nè. Còn 1/4 đó là mỗi lần là một ngày, ý là bắt ăn nguyên viên hay là ấy bột? Em cà ra làm gì cũng được á, cho dĩ xíu. Rồi nè. Còn cái nước này á, là uống cỡ nó ha, uống ngày như nè. Đó, uống ngày 2 lần. Ngày 2 lần. Đúng rồi, cho mấy cái sáng với lại tối. Uống ngày 2 lần sáng trưa. Sáng trưa. Còn cái này cũng buổi sáng nha, 1/4 như này. Là chị sáng ăn sáng xong cho uống cái này với cái đó. Ừ, đúng rồi, hướng dùng những cái này đó. Cái này có vitamin rất là nhiều ha. Rồi. Mình về tới phòng rồi mọi người ơi. Nhìn thằng nhóc siêu đúng tức luôn. Mày được lên chiếc 3 rồi đó. Trời ơi. Nè. Dẫn xíu đi khám về rồi. Nghĩ sao mới 8 tháng mấy mà làm con người ta có bầu được, hay thiệt chứ. À, nhớ xíu hay sao mà đứng ngủ ngoài. Để thả xíu ra. Thôi tội nghiệp quá đi. Đi nãy giờ. Này ra đi con. Ôi, ơi đi nhẹ nhàng thôi. Rồi đi nhẹ nhàng thôi. Ôi trời chết là đổ cơm tùm lum hết trơn á. Đạp sao đổ hết rồi. Uống nước đi xíu. Đi mệt không giờ uống nước. Tội nghiệp quá à. Giờ phải giữ kỹ thôi. Nghĩ xong mà làm cho con người ta có bầu được hả? Cái thằng này mới có 8 tháng mấy tuổi mà dám làm cái chuyện đó. Mà được lên chức 3 rồi đó, mà thấy chưa? Ừ, ứ nữa chứ. Ngóng một xíu hả?
Tội nghiệp không? Tội nhỏ xíu rồi, thương quá. Tôi nói kìa, đi thử một xíu coi mọi người thấy không? Cho hai đứa cách xa nhỏ xíu về nhớ quá. Về nhớ xíu quá hả? Hai con nhớ xíu hả? Về xíu đang ngồi liếm láp gì kìa. Liếm ngay chỗ nãy cái thuốc siêu âm á. Thương không? Con nó nhõng nhẽo kìa, nó đòi qua đất đi nữa kìa. Mọi người thấy không? Con này nhõng nhẽo dữ lắm. Thôi đừng quậy nữa con. Đi kêu cái ổ siêu âm nằm. Ê, cái ổ massage chứ. Cái ổ massage vào vô nó nằm.